vị và bà con. Rất vui được gặp lại bà con chăn nuôi trong chương trình Đức Tô Vét cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bà con thân mến, mặt gà là loài ký sinh trùng sống ký sinh và hút máu trên cơ thể gà. Mặt gà không chỉ là mối đe dọa đến sức khỏe, tốc độ tăng trưởng, phát triển, chất lượng thành phẩm của gà, mà còn là nguyên nhân cho một số bệnh truyền nhiễm phát sinh, làm ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi và đặc biệt có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con chăn nuôi. Hôm nay, Đức Tô Vét sẽ cùng bà con tìm hiểu về hiện tượng gà bị nhiễm mạc và cách xử lý. Mời bà con cùng đón xem. Đầu tiên, Đức Tô Vét sẽ cùng bà con nhận biết về con mặt gà. Mặt gà còn có tên gọi khác là ve đỏ da cầm, dẹp. Đây là một loài ký sinh trùng sống ký sinh ngoài cơ thể trên da và lông của gà. Mặt cư trú ở trong các ổ, kẽ nứt, kẽ hở và trong chất độ chuồng. Thân có hình trứng, đầu nhỏ, bụng có lông ngắn và thưa. Mặt có chân ngắn nhưng rất khỏe, hai chân trước gần bằng chiều dài của thân. Ống thở dài nối gốc đôi chân thứ hai. Sau khi chúng hút máu da cầm thì thân chúng có màu đỏ, khi đó sẽ có màu đen, xám hoặc trắng. Về nguyên nhân và đường lây truyền của hiện tượng gà bị nhiễm mạc, khi môi trường chúng nuôi bị ô nhiễm như chất thải, chất độ chuồng ẩm ướt, chuồng ít ánh sáng sẽ tạo điều kiện cho mạc phát triển và lây lan nhanh chóng. Do thời gian để chống chuồng giữa các lứa nuôi chưa hợp lý, làm cho mạc lây lan từ lứa này sang lứa kia. Mạc gà đẻ trứng ở những nơi chúng ẩn náu. Con cái thường đẻ khoảng 30-50 trứng. Trứng nở ra ấu trùng có 6 chân. Sau 1-2 ngày, ấu trùng sẽ lột xác và phát triển thành dạng 8 chân. Cuối cùng phát triển thành dạng trưởng thành. Toàn bộ vòng đời có thể diễn ra ít nhất 7 ngày. Mạc có thể cắn người nhưng không sống được lâu trên cơ thể người. Hiện tượng gà bị nhiễm mạc sẽ lây lan khi những con gà không bị nhiễm mạc tiếp xúc với gà bị nhiễm trong chuồng hay do tiếp xúc với những loài da cầm bị nhiễm khác. Mạc thường cư trú tại đầu, ngực, bụng và thỉnh thoảng tấn công vào phần mềm của lỗ chân lông. Chúng sẽ cắn và hút máu của gà để sống nên sẽ gây ra hiện tượng ngứa cho gà. Về thiệt hại do mạc gây ra đối với gà, khi gà bị nhiễm mạc, nếu bà con không có biện pháp xử lý kịp thời, sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và năng suất của đàn gà. Vì mạc sinh sản nhanh và có thể tồn tại dai dẳng từ lứa gà này sang lứa gà khác. Những thiệt hại rõ ràng nhất khi gà bị nhiễm mạc như sau: gà còi cọc, nhợt nhạt, bỏ ăn, giảm tăng trọng, lông xù sơ xác, ngứa ngáy khó chịu dẫn đến tăng mức độ rỉa lông, mổ lông. Đối với gà đẻ sẽ làm giảm sản lượng trứng, giảm chất lượng trứng. Gà dễ bị nhiễm bệnh do ẩn chứa những mầm bệnh lây lan qua đường máu khi mà đốt những cá thể nhiễm bệnh, tỷ lệ chết cao. Về biện pháp phòng ngừa hiện tượng gà bị nhiễm mạc, biện pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa hiện tượng gà bị nhiễm mạc là loại bỏ những nguyên nhân sinh ra mạc xung quanh nơi ở của gà. Bằng cách, khi kết thúc một lứa nuôi và muốn vào lứa mới, bà con phải để thời gian chống chuồng trong khoảng 15-20 ngày. Và trong khoảng thời gian này, bà con cần thực hiện nghiêm ngặt với các biện pháp tẩy uế sát trùng chuồng trại trước khi vào lứa mới. Luôn giữ chuồng trại sạch sẽ, thông thoáng, đảm bảo chất lượng chuồng luôn khô ráo, phải đảm bảo đủ ánh sáng trong khu vực chuồng nuôi. Kỳ phun sát trùng toàn bộ khu vực chuồng trại và xung quanh chuồng nuôi bằng sản phẩm Nesu Super của Interchemie Hà Lan. Ngoài ra, bà con có thể dùng vôi bột sắt trong chuồng gà, đặc biệt là những góc hoặc ngóc ngách thường có ổ mạc lớn. Về biện pháp điều trị khi gà bị nhiễm mạc, khi phát hiện ra gà bị nhiễm mạc, bà con cần cách ly những con bị nhiễm để điều trị riêng, tránh hiện tượng lây lan nhanh ra toàn đàn. Bà con thay mới chất độ chuồng, vệ sinh toàn bộ màng ăn, màng uống của gà, xử lý các ngóc ngách, kẽ hở, khe nứt, nền chuồng trong chuồng nuôi sạch sẽ. Sử dụng sản phẩm Ivermectin 10 Oral của công ty Bode Phạm Ma, sản phẩm không những điều trị được độ ký sinh trùng mà còn rất hiệu quả trong việc điều trị mạc gà. Nếu số lượng gà bị nhiễm mạc ít, bà con hòa nước cho toàn đàn uống theo liều 1ml trên 5-10 lít nước cho gà uống. Nếu số lượng gà bị nhiễm mạc nhiều và mạc có nhiều trên chất độ chuồng, thì sau khi uống, bà con có thể pha Ivermectin 10 Oral theo liều 1ml trên 1-2 lít nước để phun toàn bộ chuồng trại, ổ đẻ, màng ăn, màng uống để tiêu diệt triệt để bò mạc bên ngoài môi trường. Bà con lưu ý không nên phun ngay ngày đầu khi mới uống thuốc vì khi đó mạc chưa rụng ra. Cùng với đó, bà con cho gà sử dụng thêm sản phẩm Ecom VKS của công ty Sao Mai để bổ sung đồng thời vitamin, điện giải và giải độc gan thận, giúp tăng cường sức đề kháng cho gà. Kết hợp với men tiêu hóa Hasbro của công ty Sao Mai để bổ sung men sống, giúp vật nuôi tăng khả năng tiêu hóa, giảm tiêu chảy, nhanh phục hồi sức khỏe. Quý vị và bà con thân mến, như vậy, Đức Tô Vét đã vừa cùng bà con tìm hiểu về hiện tượng gà bị nhiễm mạc và cách xử lý hiện tượng này trong chăn nuôi. Hy vọng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp ích cho bà con trong quá trình chăn nuôi của mình. Nếu bà con cần tư vấn gì thêm thì có thể gọi điện đến số điện thoại hotline của Đức Tô Vét 098 222 0717. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.